Nhưng riêng cái máy sấy này thì áp dụng được ở tất cả mọi nơi. Thì cái máy sấy là thường là để sấy tóc, nhưng mình dùng nó trong cái việc trị liệu cho gia đình. Riêng cái phương pháp này mình đã thực nghiệm 7 năm và cái phương pháp này thật sự quá là hiệu quả. Vừa sấy vừa xoa các ngón chân á sẽ giúp cho mình giải độc gan là rất là quan trọng nè. Mình xin chào mọi người, mình là Ngọc Nương. Hôm nay là mình giới thiệu một cái phương pháp, dùng một cái phương pháp là rất là đơn giản dành cho gia đình. Cái mùa lạnh đang chuyển mùa thì tới cái mùa này á, là mình nhớ tới cái phương pháp này, cũng như là mình đã áp dụng phương pháp này khoảng 7 năm qua rồi. Thì thật sự là rất là đơn giản nhưng lại rất là hữu hiệu cho gia đình. Khi mà trời chuyển mùa thì cái thời tiết thay đổi như thế này thì cái người mà mình quan tâm nhiều nhất đó là người già và trẻ con. Hiện tại thì mình cũng đang nuôi bé nhỏ tuổi và ông bà của mình cũng lớn tuổi. Thì riêng cái phương pháp này mình đã thực nghiệm 7 năm và cái phương pháp này thật sự quá là hiệu quả cho với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Ngừa những cái bệnh rất là đơn giản, cảm cúm nè, ho nè, viêm nhiễm nè, những cái trường hợp mà nó nhẹ đó thì mình đã có thể phòng bệnh bằng phương pháp này. Thì đó chỉ là một cái máy sấy tóc như vậy thôi. Thường thì ông bà mình theo dân gian thì dùng những cái dùng cái nồi nước sông cho cái mùa lạnh này, nhưng thật sự bây giờ thì cái nguyên liệu tìm nguồn nước sông thì cũng không phải là dễ, nhất là ở người ở thành thị. Nhưng riêng cái máy sấy này thì áp dụng được ở tất cả mọi nơi. Thì cái máy sấy là thường là để sấy tóc, nhưng mình dùng nó trong cái việc trị liệu cho gia đình. Mình rất là biết ơn cái phương pháp này của một cái bạn là Nam Bình Trần đã chia sẻ trên Facebook, rồi sau đó là mình học được cái phương pháp về trị trị liệu đồng ứng của thầy Lý Phước Lộc. Khi mà thầy phổ biến cái phương pháp đồng ứng bên viện chẩn thì thầy không dùng một dụng cụ gì ngoài cái việc là cái máy sấy này thôi. Thì hôm nay mình chỉ tập trung vào chuyên đề cái máy sấy tóc, sấy mạch như thế nào để cho cơ thể được ấm áp và được tăng hệ miễn dịch, cũng như trị được một số cái bệnh đơn giản mà mình đã làm cho con nhỏ của mình ở nhà cũng như người lớn tuổi. Thì cái máy sấy nó rất là hiệu quả và nó thật sự nó đơn giản chứ nó không có rườm rà và ai cũng có thể làm được. Mình mua hay mua cái loại nhỏ như vậy để nhẹ nhàng. Thì hôm nay mình sẽ thực hành cái máy sấy tóc này và mong là mọi người sẽ nhìn theo cái clip mình làm này mà chăm sóc cho gia đình. Cái máy sấy này sẽ dùng sau khi một ngày đi làm việc về, ai cũng có thể để cái máy sấy ở đầu giường. Khi mình vừa tắm xong thì mình dùng nó để sấy và giải những cái hàn khí trong cơ thể qua cái kẽ tay và kẽ chân. Thì cái bài thực hành máy sấy này khoảng 5 đến 10 phút cho mỗi người. Đừng có sấy nhanh giống như là sấy tóc. Sấy tóc thì nó cũng chỉ là để làm cho khô tóc và mình thấy ấm cái da đầu mình dễ chịu, nhưng cái bài này nó có một cái phương pháp thực sự để chỉ chữa bệnh nhanh và hiệu quả nếu như mọi người áp dụng đều đặn và biết làm một cách từ từ để thư giãn cho bản thân. Thì hôm nay là mình thật sự là mình muốn chia sẻ cái phương pháp mà mình đã dùng 7 năm đó, nó rất là đơn giản, nhất là dành cho những người mẹ sau khi sanh em bé. Mà cái điều kiện bây giờ thì thật ra là người mẹ để nằm thang cũng cũng không có nữa, cho nên cơ thể rất là bị lạnh và nhất là lạnh gan thì dẫn đến nhiều cái bệnh khác lắm. Thì cái máy sấy nó sẽ hỗ trợ được cái đó. Nói về ý nghĩa thì sẽ rất là nhiều, có thể là mình sẽ gửi những cái clip rõ ràng hơn, những cái bài rõ ràng hơn về chiếc máy sấy này. Nhưng riêng hôm nay mình sẽ thực hành cái máy sấy này trong vòng khoảng 3 phút để mọi người tham khảo cái phương pháp mà nó đơn giản ha. Mình mua cái loại máy sấy loại Panasonic như này, nó sẽ bền hơn. Theo mình thì mình sấy cho gia đình 7 năm nay á thì nó sẽ bền và nó không bị cháy. Thì nó có 3 bậc, cái bậc đầu là nó làm mát thôi, cái bậc thứ hai là vừa, bậc thứ ba là nóng nhất. Thì nơi có quần áo thì sấy bậc thứ ba, còn không là bậc thứ hai là vừa. Đầu tiên khi mình tối, người lớn tuổi chỉ cần là thấy ớn lạnh trong người là có thể dùng chiếc máy sấy này rồi. Còn người trẻ tuổi thì sau khi tắm xong hãy dùng cái máy sấy này sấy được cái kẽ tay kẽ chân thôi cũng rất là khỏe rồi.
Còn riêng một cái bài mà mình chia sẻ khoảng 3 phút ở đây, mình thấy là 3 phút nhưng khi mỗi người thực hành hãy ráng 5 đến 10 phút đến 15 phút thì rất tốt hơn. Mình chia sẻ ngắn để kịp quay clip. Rồi, thì những cái đường mình thấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh mạch và hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết ở lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. Nếu hạch bạch huyết được lan tỏa đều, trải đều trên cơ thể thì hệ miễn dịch mỗi người sẽ tăng. Thân nhiệt sẽ ấm, sẽ cao hơn là bình thường. Nếu mình áp dụng mỗi ngày thì bắt đầu mình thực hành cái bài máy sấy này nha. Đây ở mức độ vừa. Đầu tiên là mình sấy ở đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu á là huyệt bách hội. Nơi đây là nơi hội tụ hàng trăm cái huyệt đạo trên cơ thể, cũng là nơi tiếp nhận những năng lượng lành của đất trời, cũng là nơi để mình thoát những cái phùng khí không tốt trong cơ thể ra sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì khi mình sấy như thế này, mình có thể sấy gần và kéo cái máy sấy ra, sấy động tác này là kéo ra, sau đó là kéo ra cho khoảng một phút ở một nơi nha, một phút ở một nơi, và bắt đầu đưa xuống mặt nè. Cái cách này cách thư giãn rất tốt. Gương mặt của mình là nơi phản chiếu toàn bộ cơ thể. Thấy giống trục thẳng này giống như sấy cái cột sống, trục ngang này là sấy vùng mắt, nó cũng rất thư giãn. Rồi sau đó xuống sấy cái vùng ngực. Nơi đây cái hạch bạch huyết hội tụ rất là nhiều. Khi mình sấy ấm như vậy thì hạch bạch huyết, hạch bạch huyết lan tỏa đi khắp nơi trên cơ thể và giúp cho cơ thể mình nó tăng được cái hạch, cái hệ miễn dịch. Khoảng một phút nha. Đặc biệt cái vùng này mình phải nhớ để sấy thật kỹ. Khi mà mình cảm thấy mệt mỏi thì sấy cái vùng ngực nhì thôi mình đã thấy nó giải tỏa rồi. Nơi đây nó còn là nơi để phổi và tim của mình nó hoạt động ấm áp hơn á. Rồi, và một cái vùng rất là quan trọng cho cái mùa lạnh này đó là cái phổi, đó là nguyên cái bờ vai phía sau này. Nếu như mình sấy được nguyên cái này nè, trải dài theo cái vùng này, khoảng một phút, và dùng tay xoa bóp nhẹ. Nếu mình tự sấy cho bản thân thì mình dùng tay xoa bóp nhẹ như vậy, nó sẽ giải sự co thắt ở vùng cổ, tránh đau mỗi vai gái luôn. Rồi, cơ thể mình có hai cái đại mạch lớn, đó là mạch nhâm kéo dài từ xương cổ tới xương muôn, mạch đốc kéo dài từ xương cổ này cho tới xương cụt. Thì mình sấy kéo xuống như vậy. Nếu có quần áo thì sấy mạnh lên, còn nếu không mình có thể lòn cái máy sấy vào để xuống. Khoảng 15 đến 20 đường như vậy, ở đằng sau cũng vậy, dùng tay làm vô, dùng cái áo kéo lên. Còn có người khác giúp mình thì cứ sấy đều từ trên xuống. Cũng khoảng 15 đến 20 đường thì nó mới đủ ấm được hai cái đại mạch đó. Khi hai cái đại mạch thông, hai cái đại mạch mà thông được thì tất cả những cái mạch li ti xung quanh cơ thể nó sẽ tự thông. Rồi, cuối cùng là mình sẽ sấy kỹ kẽ tai. Tám cái kẽ tai, tám cái kẽ tai và tám cái kẽ chân. Tám cái kẽ tai gọi là bát tà, những khí độc, những cái khí mà gây bệnh không tốt nó sẽ đi vào tám cái kẽ tai này. Và bát phong là tám cái kẽ chân. Thì tám cái kẽ chân này gió độc nó sẽ, trời lạnh nó sẽ đi vào đây, cho nên người lớn tuổi hay là sau khi sanh đẻ, phụ nữ sanh đẻ sẽ hay mang vớ để ngừa vào cái mùa lạnh này. Thì cái việc sấy này không phải để làm ấm mà để giúp giải những cái hàn khí tích trữ trong cơ thể trong một ngày mình làm việc á, đi ra ngoài. Cái khí trời cũng độc, bắt đầu chuyển trời thì cái gió độc nó sẽ đi vào làm cho người lớn tuổi nhức mỏi. Trẻ con sẽ tích cái hàn khí gây ra sổ mũi. Cho nên việc mà mình sau khi tắm buổi tối mà mình dùng cái máy sấy này, chỉ có sấy kẻ tay kẻ chân không, cái người cũng đã khác rồi, chưa nói sấy những cái mặt như nãy giờ mình nói.
cũng phải sấy lâu nha, để nhiệt độ vừa và sấy như vậy. Rồi sau khi sấy được cái kẻ tay á xong rồi mình sấy kẻ chân. Cái từ đầu tới chân rồi ha, riêng cái chân á rất là quan trọng. Cái chân giúp cho mình giải tất cả những cái huyệt trên cơ thể. Vừa sấy vừa xoa các ngón chân á sẽ giúp cho mình giải độc gan là rất là quan trọng nè. Giải độc toàn bộ những cái huyệt đau trong cơ thể, là có cái huyệt Dũng Tiền nè, giúp giải độc rất là tốt nè. Cái huyệt ở đây nè. Thì á mình tận dụng cái máy sấy sấy ấm mạch xong thì mình vừa xoa vừa sấy cái huyệt này để giúp giải độc. Người lớn tuổi ăn không có tiêu á là chỉ cần so giữa cái lằn trắng và đen của cái chân nè, sấy và so như vậy thôi sẽ giúp ăn tiêu quá tốt hơn, rất là hữu hiệu đó. Cái này là mình sấy cho người, cho nội của mình lớn tuổi á là sấy rất là tốt nè. Chân bên này cũng vậy, thường là sấy bên chân trái trước và chân phải sau. Ví dụ chỗ này nếu ai đau lưng vuốt cái chỗ này sẽ rất là đau, khi mà hết đau lưng tự động nó sẽ không đau nữa. Đó là những cái gì mà cần sấy. Sau đó nè, cái hạch bạch huyết nó còn ở đâu nữa, ở nách nè, ở vùng bẹn nè, thì khi mình sấy á, mình sấy mạch mà thì mình sẽ sấy thêm cái vùng nách này, vùng nách này. Thường là giải độc á, nó sẽ giải ra ở vùng nách vùng bẹn, nên mình sấy thêm cái vùng nách vùng bẹn này nhiều, nhất là phụ nữ á sẽ rất là tốt. Mỗi chỗ cũng khoảng 1 phút nha. Rồi có 2 cái đường kinh mà mình đặc biệt lưu ý cho cái căn bệnh, một cái căn bệnh là gọi là bệnh tiểu đường, thì cái bài máy sấy này nó sẽ ngừa được cái bệnh đó nếu như mình biết xoa và bóp và dưỡng cái đường kinh thận và đường kinh tỳ. Đường kinh thận và đường kinh tỳ chính là xoa bóp sấy từ vùng trong kẹt háng đi ra ngoài cái chân này, vừa xoa vừa bóp liên tục trong này và vừa sấy. Thì buổi tối á, người lớn tuổi khi ăn tối xong, ngoài cái việc xoa cái lòng bàn chân cho nó tiêu hóa dễ nè, thì cái việc mà sấy cái bài này mình thấy rất là hiệu quả. Nó không có tích lũy cái nước nè, không tích lũy những cái dinh dưỡng thừa, mà nó tiêu hóa rất là tốt. Để cho tránh tăng cân á, người lớn tuổi sẽ ăn mà sẽ bị to cái vùng bụng này. Thì mình sanh em bé xong thì nó cũng là 65kg đó, nhưng mà mình biết cách thanh lọc cơ thể cộng với vận hành cái bài máy sấy này thật tốt để mà mình giữ được cái cân nặng nó chuẩn lại. Bây giờ còn ở đúng 55kg và cái da dẻ nó cũng thay đổi, nó cũng rất là tốt do cái hạch bạch huyết nó được vận hành tốt á, nên là mình, cái gương mặt mình nó tươi sáng hơn. Nên cái việc mà đơn giản nhất là ăn cơm xong sau 15 phút bóp từ bên trong này nè, bóp ra, bóp như con sâu đo vậy đó, không được chừa trống chỗ nào, khoảng 7 đường như vậy là 7 vòng. Nó rất là tốt để dưỡng cái kinh tỳ và kinh thận, giúp cho bao tử với được thận mình á nó tốt hơn, nó tránh áp tắc hai cái đường kinh này thì sẽ tránh được tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường là cái bệnh của thời đại và hầu như là người lớn tuổi nào cũng bị. Sau tuổi 45 á là cái mức chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nó đã thay đổi, thì nó sẽ dẫn đến cái bệnh này rất là nhiều, cả nam lẫn nữ. Đó, bên chân này cũng vậy. Rồi xoa từ trong ra. Sau khi sấy thì dùng 2 cái tay xoa bên này ra. Những cái động tác rất đơn giản nhưng thật sự rất là hữu ích. Mọi người hãy làm thử để biết là cơ thể mình nó vận hành, ngoài cái sự ấm áp dễ chịu cho cơ thể nè, để ngừa bệnh cảm, thì những cái đơn giản để mà giúp cho những cái đường kinh thận, kinh tỳ của mình á nó hoạt động tốt hơn, để dưỡng khí á tốt hơn. Rồi còn thời gian, nếu thực sự ai rảnh thì ở đây nè, cái cách mà mình thấy phản chiếu cơ thể nè, từ cùng tay ra tới đầu ngón tay, thì bên tay trái á, nó sẽ phản chiếu toàn bộ cơ thể. Nên nếu thật sự có thêm thời gian, hãy sấy từ cái đầu tay này cho tới từ cái ngón tay này bên trái sẽ rất là dễ chịu. Chân trái cũng vậy, từ đầu gối xuống tới từ cái ngón chân này. Hãy làm theo cái bài này
sau đó bên phải nó phản chiếu tại chỗ nên mình chỉ sấy đơn giản, nhưng bên trái hãy sấy kỹ hơn. Mỗi chỗ khoảng 1 phút thì nó đủ. Rồi, có khoảng 5 đến 10 phút cho bài máy sấy như vậy, nhưng cơ thể sẽ ấm áp và tràn đầy sinh lực, ngừa được một số bệnh đơn giản cũng như là thông được một số cái kinh mạch trong cơ thể để phòng một số cái bệnh phức tạp, mà từ cái chi tiết nhỏ cho tới lớn sau này đó là cái bệnh tiểu đường. Theo mình biết thì cái nếu như mình sấy mạch đúng, cơ thể nó ấm áp lên thì cái những cái việc ngừa bệnh đó, nó rất là hữu hiệu. Xin là biết ơn tất cả mọi người, mong là cái phương pháp này lan truyền đến tất cả các gia đình trong một cái tình yêu thương. Trong những cái ngày cuối năm lạnh giá thì mọi người sẽ áp dụng được cái bài hữu ích này để mà ngừa bệnh cho mình, cũng như là một cái nơi để ấm áp để mà gia đình chăm sóc lẫn nhau. Xin biết ơn và hồi hướng công đức này cho tất cả.